Chào cả nhà, chào cả nhà. Cho mỗi người khuyến tật 500 nha, mỗi người 500. Quá tuyệt vời. Anh Sang quá tuyệt vời. Cho 500 mà. Bây giờ mới đi chung với lái được, tại con có tuổi lẻ. Quá trời đông. Đi chung năm người có bác nữa. Đúng rồi, có mấy người được. Đúng rồi. Đông quá. Bây giờ mới số giờ. Rồi giá số mới, giá số ngày mới rồi. Ngày mới rồi quên. Bình tĩnh mọi người ơi. Bình tĩnh đi, từ từ mọi người ơi. Mỗi người 500. Quá tuyệt vời đúng không Thanh? À anh Sang quá tuyệt vời đúng không? Ủng hộ cho mỗi người là 500. À. Rồi anh Sang rất là mãi đỉnh nha cô chú chị ơi. À like và chia sẻ mạnh nha. À. Rồi giành giật cho. Rồi đừng quá giành giật, từ từ thôi. Giành giật rồi. Từ từ thôi. Vậy là sẽ có người đó mà người không. Đúng rồi, nãy giờ đó. Người là, có người lấy hai lần luôn à, mình à, không thể làm như vậy được cô chú chị ơi. Hết rồi, hết tiền rồi. Hết tiền rồi. Mình à, nói chung mình phải à, nhường cho người khác nữa cô chú chị ơi à, mình làm như vậy thì à, không thể nào mà được đâu à, có nhiều người à, một lần rồi à, tới thêm lần thứ hai nữa. Mình chỉ phải không tới chậm hả? Dạ, phô gà. Nhận hoài luôn á, không chịu ra. Gửi cho anh đáp rồi anh vô đi. Thắng ơi. Rồi à, chỉ cho số lượng có hạn mà giờ kiểu này chết cô chú chị giành giật luôn. Giành giật luôn à, có thể xảy ra xô xát luôn á chứ không phải giỡn đâu. À, Tâm Sự Phố. Đó, hôm nay là thắng và
thắng vui vẻ. Qua giành giật ghê quá, y như là thấy bất hảo quá cô chú chị ơi. Kiểu này không được đâu. Không thể nào mà tình trạng này mà để kéo dài được ha. Đâu. Đúng rồi. Đúng rồi, đuổi ra, đúng rồi. Đúng rồi, y như ăn cướp vậy, không thể nào chấp nhận được. Từ từ, thứ tự. Kiểu này thì không thể nào được cô chú chị ơi. Dạ quá, phải nói là quá đi. Không, cái đó vợ anh nó bỏ ra 1 triệu á. Vợ anh đó. Đó. Rồi. Cập nhật cái vụ ồn ào này. Ba. Ngáo luôn rồi. Kiểu này thì nói chung quá phức tạp, giành giật quá nhiều, cái gì cũng từ từ. Giật giật là không ai dám đưa đâu. Dạ, tại vì số lượng người ta cho, bây giờ chia ra. Mà tình hình như vậy thì nó... Không được gì hả? Có sân trường đâu, có trường. Hôm qua cũng có. Đông quá, do số lượng đông quá cô chú chị ơi. Có chừng 1.000 vé ha. Dạ, cái này là người ta gửi em sách giùm nè. Cần có cho em chúng ta. Dạ. Anh nói là quá đông. Rất là, phải nói rất là đông. Chiều nay tại đây phải nói rất là đông cô chú chị ơi. Không thể nào mà phải nói được, chị cũng đang tới đợi vô nhà chị ông Loan nè. Rất là đông à. Đông quá hả? Đúng rồi, quá đông. Bây giờ một số cô chú anh chị vẫn vô mua bánh thôi. Em kênh gì? Kênh Huyền hả? Đâu cô nào mua bánh đâu nhỉ? Cô nay mua bánh đâu nhỉ? Rất đông, hết bánh rồi. Dạ. Cô ơi, hết rồi.
đi đâu? Rồi thì em cũng em cũng xin kết thúc video ở đây với cô chú chị, hẹn cô chú anh chị mình ở những video tiếp theo nha.